Khi chiến tranh lạnh đạt đến đỉnh điểm vào ngày 6 tháng 4 năm 1966, một chiếc máy bay chiến đấu tối mật của Liên Xô rơi xuống Havensee, một cái hồ được ngăn làm hai mà một bên là của Anh và bên kia là của Liên Xô ở Berlin. Anh lập tức thực hiện một kế hoạch giải cứu với hứa hẹn sẽ hoàn trả chiếc máy bay và thi thể của hai viên phi công cho phía Liên Xô. Sở dĩ phía Anh biết được vụ tai nạn trên hồ Havensee là do những nhân viên trực đài phát thanh tại Gatow ở Berlin thu được một bản tin đánh đi từ đơn vị chỉ huy chiếc máy bay, ra lệnh cho phi công phải tìm cách hạ cánh xuống hồ này, nhưng phải làm sao rơi trong khu vực của Liên Xô kiểm soát. Mặc dù đã nỗ lực hết mình, phi công vẫn thất bại, chiếc máy bay của họ đã không đến được nơi ban chỉ huy yêu cầu mà rơi vào trong phạm vi của Anh. Thiếu tướng David Wilson, người chỉ đạo phối hợp thực hiện một trong những kế hoạch tình báo táo bạo và đáng kinh ngạc nhất trong thời chiến tranh lạnh. Maurice Tyler, viên sĩ quan tình báo Anh, đóng vai trò một thông dịch viên, đã bí mật treo thuyền đến chỗ xác máy bay rơi để chụp ảnh. Chiếc máy bay chiến đấu này sau đó được xác minh là chiếc Yak-28 mà NATO đặt định danh là Fiber. Đây là chiếc máy bay chiến đấu hoàn toàn được coi là độc đáo vì nó được trang bị loại radar có khả năng rất lạ thường. Anh và Mỹ đã từng ngạc nhiên và thắc mắc không biết Liên Xô đã sử dụng kỹ thuật gì để tạo nên loại radar tuyệt vời đến thế. Giờ đây, họ đã có cơ may tìm ra điều bí ẩn đó. Lúc 22 giờ 9 phút ngày hôm đó, nghĩa là 7 giờ sau vụ máy bay rơi, những thông dịch viên được lệnh phải làm bất cứ việc gì có thể để kéo dài thời gian lâu chừng nào hay chừng đó, đồng thời cố gắng làm vơi đi mối lo lắng thấy rõ lúc bấy giờ của tướng Bulanov, chỉ huy lực lượng Liên Xô đóng quân tại khu vực này. Trong khi đó, các nhà chuyên môn kỹ thuật từ căn cứ không quân Hoàng gia Anh ở Farnborough được phái đến để xem xét bộ radar skip spin của chiếc máy bay. Sâu bên dưới mặt nước lúc bấy giờ, một nhân viên tình báo Anh đang cố lôi các thi thể phi công ra khỏi máy bay để nhanh chóng giao cho các nhà tình báo chuyên môn Anh kiểm tra. Đến 13 giờ 45 phút ngày hôm sau, các thi thể đã được nhét vào hai bao tải nhưng vẫn chưa được phép lên tàu vì công việc bên dưới nước vẫn phải tiếp tục hoàn thành. Với mục tiêu là lấy cho được hệ thống radar, Geoffrey Stephenson, một trong những thông dịch viên Anh, cố thuyết phục tướng Bulanov rằng họ vẫn đang làm công việc vớt xác hai phi công. Sự chờ đợi quá lâu đã khiến phía Liên Xô tỏ ra hoài nghi. Anh có thể lợi dụng ban đêm để cuỗm êm một thứ gì đó. Bulanov ra lệnh cho một trung đội vệ binh Liên Xô lên đường hành quân dọc theo một con đường mòn tới hồ. Chúng tôi đi chưa tới chục mét thì thình lình hai lính bộ binh mang súng trường nhảy ra từ trong bóng tối chặn lại. Thiếu tá Beckhouse kể lại, một sĩ quan đứng ra đối thoại với dụng ý câu giờ nhằm ngăn chặn sự nhòm ngó của lính Liên Xô đối với những gì đang diễn ra ở dưới đáy hồ. Sau đó, phía Nga đã ra lệnh cho lính của mình quay về. Khoảng 4 giờ sáng hôm ấy, các thi thể mới được kéo nhẹ nhàng lên một chiếc thuyền. Khi bình minh ló dạng, người Nga được tin là thi thể của hai phi công đã được vớt và sẽ được giao lại vào buổi chiều. Thực ra bộ radar buồng lái đã được đưa về Anh để xem xét, nhưng họ đang cần có nhiều thời gian hơn để gỡ cái đĩa radar ra khỏi chóp mũ máy bay, vốn dĩ đang bị cắm sâu xuống bùn. 14 giờ 20 phút hôm đó, phía Liên Xô chú ý thấy một chiếc xuồng lớn tiến đến đám đông thả xuống hai người khách trước khi quay mũi hướng đến phần hồ thuộc khu vực của Anh. Những gì họ không thấy chính là việc những thợ lặn đã dùng dây cáp móc cái động cơ của chiếc máy bay vào chiếc xuồng lớn rồi kéo đến một cầu tàu cách nơi máy bay rơi khoảng một dặm. Tại đây, động cơ được bỏ vào những chiếc thùng gỗ thưa và trở về Farnborough để xem xét. Thời điểm này, hai thi thể phi công được tiến hành bàn giao cho Bulanov. Trong vòng 48 tiếng sau, động cơ và bộ radar buồng lái được cẩn thận mang trở lại chỗ máy bay rơi. Khoảng nửa đêm ngày 13 tháng 4, chiếc bè nhổ neo hướng đến khu vực Liên Xô. Tại đây, từng mảnh máy bay được Anh giao lại cho Nga. Khi động cơ được giao lại, Bulanov chú ý đến chúng và có thể nhìn thấy rõ ràng chóp của một số cánh rotor đã bị cưa mất. Để giải tỏa mối hoài nghi của tướng Bulanov, phía Anh nhấn mạnh rằng mọi thứ đã được giao lại hết. Nếu mất thứ gì thì có thể thứ đó đang nằm dưới đáy hồ. Mất thứ gì? Phía Liên Xô khó đưa ra câu trả lời. Họ không dám nói là đó là cái đĩa radar tối mật. Họ chỉ hy vọng phía Anh nói đúng và cứ tin rằng nó có thể đang nằm dưới lòng hồ. Phải mất nhiều thời gian mới gỡ được cái đĩa radar ra khỏi máy bay, nhưng người Anh lại không có thời gian để gắn lại. Việc họ lấy đi và không để lại nguyên trạng cho chiếc máy bay khiến cho hiện trạng của chiếc máy bay bị thay đổi. Với việc Anh và Mỹ phát hiện ra loại radar kỹ thuật cao của Liên Xô đã khiến cán cân quân sự của hai phía trở nên cân bằng hơn
trong thời điểm căng thẳng nhất của chiến tranh lạnh.